một việc cấp bách nhất trước mắt. Do Tịnh Không lão pháp sư chủ giảng. Ngày 11 tháng 3 năm 2011 tại Tịnh Tông Học hội Úc Châu. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đại đức, chư vị đồng tu, xin kính chào tất cả quý vị. A Di Đà Phật. Lần này đạo tràng cử hành pháp hội, mục đích chủ yếu là cầu nguyện hóa giải tai nạn. Trước khi chúng tôi làm phần báo cáo, quý vị đã xem qua một đoạn phim ngắn. Đoạn phim ngắn này là phim tài liệu, cũng là vấn đề mà rất nhiều nhân sĩ nổi tiếng trên thế giới đang thảo luận. Năm trước, chúng tôi có tham gia nhiều hoạt động trên quốc tế cùng nhiều đoàn thể tôn giáo qua lại rất nhiều. Xưa nay chẳng có thảo luận qua vấn đề tai nạn. Mùa hè năm ngoái, tôi có phỏng vấn 10 tôn giáo ở Úc Châu. Mọi người đều đem vấn đề này nêu ra để thảo luận. Tháng 6 năm ngoái, tôi cùng đi với đoàn tôn giáo Mã Lai Á phỏng vấn Vatican. Cùng đoàn giám mục Vatican, Đức Giám mục Đào Nhiên cũng có cùng tôi thảo luận đến vấn đề này. Có thể thấy vấn đề này hiện nay dần dần được người thế gian chú ý đến. Tháng 8 năm ngoái, ông Braden của Mỹ đã tham gia hội nghị khoa học gia của Sydney. Đoàn thể chúng tôi cũng đã phái 7-8 người đi tham gia. Lúc đó tôi đang ở Hồng Kông. Sau khi tham gia trở về, họ viết một phần báo cáo cho tôi. Tôi xem xong rất là vui mừng. Phần trước một đoạn báo cáo về sự thành tựu của những nhà khoa học cận đại đối với lượng tử lực học làm phần báo cáo. Cùng Phật Pháp Đại Thừa bên trong nói đó hình như hoàn toàn tương đồng. Đây là một tin mừng. Từ phần báo cáo này, chúng ta có thể thể hội đến khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển. Chúng ta có lý do tin 20 năm, 30 năm sau, nhà khoa học có thể thừa nhận Phật giáo có thể sẽ giống như ông Einstein nói đó, tôn giáo cùng khoa học có thể tương ứng, chỉ có Phật giáo. Cho nên Phật giáo rất có khả năng không phải là tôn giáo nữa, nó sẽ trở thành khoa học cao đẳng, triết học cao đẳng.
tin tưởng những người học tập càng ngày càng đông. Đây là một tin mừng. Nửa phần sau của bản báo cáo thì đề cập đến sự kiện năm 2012, hầu như là nửa kia nửa nọ. Có một nửa nhà khoa học cho rằng rất có khả năng, còn một nửa nhà khoa học kia cho rằng không thể có được. Cho nên có người hỏi tôi, năm 2012 có thể có loại đại tai nạn này xảy ra hay không? Chúng ta từ trên quan điểm của Phật Pháp mà nói, tai nạn thì chắc chắn là có, tuy nhiên không nghiêm trọng, không thể nghiêm trọng. Là vì nguyên nhân gì? Vì tai nạn này trên toàn thế giới đều biết. Từ cuốn phim 2012 của Mỹ đã chiếu khắp toàn cầu. Tôi tin rằng đây là Phật Bồ Tát đến cứu độ chúng sanh trên thế giới, khiến cho mọi người mới hiểu rõ việc này. Biết được việc này thì họ nhất định vì việc này mà cầu nguyện. Mỗi một tôn giáo đều vì việc này mà làm nghi thức cầu nguyện. Ý thức tập thể có thể sinh ra năng lượng lớn mạnh, chẳng phải chúng ta có thể tưởng tượng nổi. Cầu nguyện có thể khiến cho tai nạn giảm khinh. Hóa giải thì không có khả năng, nhưng có thể giảm khinh, có thể trì hoãn, có thể rút ngắn thời gian tai nạn. Việc này rất có thể làm được. Như trong Phật giáo chúng ta đề xướng tam thề hệ niệm cũng thuộc về cầu nguyện. Tuy nhiên cầu nguyện chỉ có thể trị cái ngọn, không thể trị cái gốc, tức là làm cho tai nạn hòa hoãn một tí, trì hoãn một tí, vẫn chẳng có đem tai nạn hóa giải. Tai nạn vẫn còn đó. Nếu như mọi người thấy tai nạn không còn nữa, vì thế nên đối với các nhà khoa học không tin tưởng nữa, hoài nghi thì bệnh cũ lại tái phát, thì vấn đề trở nên nghiêm trọng. Trên thực tế, lần tai nạn này phải xảy ra lúc nào vậy? Là vào năm 1999. Năm 1999 là ngày tận thế. Tin này hình như 400 năm về trước đã được những nhà tiên tri đề ra. Như nhà tiên tri nổi tiếng của Pháp là ông Nostradamus đã từng nói, nói ra là tốt, khiến người trên toàn thế giới đều có tâm cảnh giác. Cho nên năm ấy tôi tin tưởng tín đồ các tôn giáo trên toàn thế giới đều vì việc này mà cầu nguyện được bình an trôi qua. Vô sự từng có một số người hoài nghi, rõ ràng là có tai nạn, tại sao lại vô sự bình an trôi qua? Bên trong đây tức là ý thức tập thể nảy sinh tác dụng rất lớn. Kéo dài cho đến nay, con người hiện nay tạo tác ác nghiệp so với 10 năm về trước, tôi nghĩ vượt qua không chỉ gấp 10 lần, có thể đến 100 lần. Vậy thì tai nạn bộc phát so với tai nạn năm 1999, năm 2000 càng nghiêm trọng hơn. Cái nhân bất thiện tích lũy có thể càng nghiêm trọng, càng kinh khiếp hơn. Tin này vào 3 năm trước, vào năm trước tin này được tung ra, khiến mọi người
khiến mọi người chúng ta đã có tâm cảnh giác, có đủ thời gian để cầu nguyện, đem lần này lại hóa giải. Tuy nhiên lần này sau khi hóa giải, nếu như mọi người không thể hồi đầu, không thể thật sự đoạn ác tu thiện, cải tà quy chánh, tôi e rằng qua vài năm nữa thì là vô phương, cầu nguyện cũng chẳng hữu ích gì cả, tai nạn quả thật sẽ đến. Báo cáo của những nhà khoa học rất có lý. Tuy nhiên, tai nạn làm sao hình thành thì họ chẳng nói rõ. Dùng phương pháp gì để hóa giải tai nạn họ cũng chẳng nói rõ. Chỉ có ông Braden của Mỹ, ông ta trong cuốn phim này đã xuất hiện 4 lần. Hình như mỗi lần là khoảng 1 phút, đã xuất hiện 4 đến 5 lần. Năm ngoái ông từng tham gia hội nghị khoa học tại Sydney. Ông đã nói 3 câu nói: nếu như người trên toàn thế giới đều có thể ly ác dương thiện, tức là đem cái niệm ác, hành vi ác buông bỏ, chúng ta đến phát dương thiện niệm, thiện hạnh, đây là việc trước tiên. Câu thứ hai ông nói cải tà quy chánh. Câu thứ ba ông nói đoan chánh tâm niệm. Tâm niệm của chúng ta phải chánh, không được có tà niệm. Được vậy thì tai nạn chẳng những có thể hóa giải, và lại có thể đem thế giới dẫn đến phương hướng tốt đẹp hơn. Cách này cùng Phật Pháp nói đó hoàn toàn tương đồng. Song lê, vấn đề là những người hiện nay họ có hồi đầu được chăng? Họ có chịu sửa sai chăng? Cái gì là ác niệm? Không tin luân lý là lý đạo đức là ác niệm, không tin nhân quả báo ứng là ác niệm, không tin thần thánh trong tôn giáo là ác niệm. Đây là một vấn đề rất thực tế. Vì phải làm sao? May là hiện nay trên thế giới những người tin tưởng tôn giáo nhiều hơn những người không tín ngưỡng tôn giáo. Nhân khẩu trên thế giới tính phỏng đại khái có khoảng hình như là 65 ức. Tín đồ Thiên Chúa giáo và Cơ Đốc giáo cộng lại đại khái có khoảng 21 ức. Đạo Hồi giáo tín đồ trên toàn thế giới có 15 ức. Số này tổng cộng thì có đến 36 ức người, vượt hơn một nửa. Còn Phật giáo đồ tín phỏng đại khái hình như có đến 6 ức người. Toàn bộ cộng lại thì có đến 40 ức người. Ngoài ra còn có tín đồ các tôn giáo khác. Chúng tôi tin rằng toàn khối cộng lại có thể có đến 50 ức người. Không tin tôn giáo nhiều nhất là 20 ức người. Những người tin tôn giáo đều có thể vì tai nạn mà thành tâm cầu nguyện. Như vậy sẽ nảy sinh ra sức mạnh vô cùng lớn lao. Vậy đây là chữa cái ngọn, chẳng phải chữa cái gốc. Làm sao để chữa cái gốc? Năm ngoái tại Vatican, lúc chúng tôi nói chuyện với đoàn giám mục, tôi có đặc biệt nêu ra, khuyên
Thiên Chúa Giáo có thể dẫn đầu. Hy vọng toàn thế giới, mỗi một tôn giáo hết lòng nghiêm chỉnh học tập kinh điển của mình. Tôn giáo nên đoàn kết, tôn giáo nên hỗ tương học tập lẫn nhau. Chúng tôi chủ động làm trước. Học viện Tịnh Tông Úc Châu ở Toowoomba vào nửa năm sau năm ngoái, chúng tôi chính thức bắt đầu học khóa trình Kinh Cổ Lan, khóa trình và khóa trình Tăng Kinh Tăng Cổ Ước. Chúng tôi học Phật, chúng tôi học Thiên Chúa Giáo, học Cơ Đốc Giáo, học Hồi Giáo. Năm nay chúng tôi còn có kế hoạch, nghe nói Do Thái Giáo có đến 600 điều luật. Chúng tôi cũng rất muốn biết vị trưởng lão của Do Thái Giáo cũng rất hoan hỷ, cũng rất bằng lòng đến học hội chúng tôi để làm báo cáo. Tôn giáo bị thử học tập lẫn nhau đối với vấn đề hóa giải xung đột, xúc tiến an định xã hội và nền hòa bình cho thế giới có sự giúp ích rất lớn. Không chỉ thế thôi, mà đối với vấn đề hóa giải những tai nạn trên trái đất này cũng có được sự ảnh hưởng trực tiếp. Chúng ta nên dùng tâm thái như thế nào để đối diện với sự kiện này? Điều này rất quan trọng. Các bạn đồng tu chúng ta niệm câu Phật hiệu này đều hữu hiệu chứ? Tại sao có người hữu hiệu, còn có người lại vô hiệu? Đây tức là điều mà ông Braden nói đó, là vì tâm niệm khác nhau. Phải đoan chính tâm niệm thì hiệu quả sẽ vô cùng rõ rệt. Nếu như trong tâm niệm chúng ta có tà tư, bên trong có cái niệm không chính đáng, thì Phật hiệu chúng ta niệm đó liền bị nó phá hoại, sẽ không khởi tác dụng. Tiêu chuẩn của chánh niệm là gì? Nếu như y theo tiêu chuẩn của Phật Pháp, Đại Thế Chí Bồ Tát trên hội Lăng Nghiêm làm phần báo cáo cho chúng ta đó, Ngài đề ra hai câu nói là tiêu chuẩn của cách niệm Phật đoan chính tâm niệm. Hai câu nói này tức là nhiếp cả sáu căn, tịnh niệm nối tiếp. Chúng ta thử nghĩ, chúng ta có mấy người có thể làm được? Câu nhiếp cả sáu căn nói một cách khác tức là buông bỏ muôn duyên. Nhưng chúng ta không buông nổi sáu căn mắt đối với sắc trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi hương, lưỡi nếm mùi vị. Căn trần vừa tiếp xúc thì anh liền nổi dậy tham sân si. Đó tức là buông lung. Sáu căn của chúng ta chạy theo cảnh giới bên ngoài, nhiếp cả sáu căn tức là đem những thứ này cả thảy đều thu trở lại. Chẳng phải bảo anh đừng nhìn, đừng nghe,
đừng nếm, chẳng phải nghĩa này, mà là tuyệt đối không bị cảnh giới bên ngoài ảnh hưởng, giữ vững chánh niệm của mình. Tâm thái này thì là đúng. Cảnh thuận không khởi dậy niệm tham, cảnh nghịch không sanh sân giận khởi dậy niệm tham. Tâm mình vĩnh viễn bảo trì thanh tịnh bình đẳng chánh giác, như trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó. Đây gọi là đoan chính tâm thái. Chúng ta bằng tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng để niệm câu Phật hiệu này, đó tức là nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật, thì nó sanh ra hiệu quả. Nếu như chúng ta đối với sự niệm Phật hoài nghi, những người hoài nghi rất nhiều, quá nhiều, xen tạp, lúc niệm Phật tạp niệm xen ở bên trong, tức là vọng niệm. Những thứ này đem công phu niệm Phật của chúng ta hoàn toàn phá hoại mất. Cho nên không phải Phật hiệu không linh, không phải công phu không đắc lực, mà là chính chúng ta chẳng biết cách niệm. Cho nên kinh phải nghe, phải nghe cho nhiều. Đặc biệt chúng tôi cũng vì tai nạn đang bức thiết trước mắt, kinh Hoa Nghiêm chưa giảng xong, mới giảng đến phẩm thập trụ, chúng ta phải tạm ngưng, lợi dụng thời gian này để giảng Tịnh Độ Đại Kinh Giải, tức là kinh Vô Lượng Thọ, phần chú giải của lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ. Chú giải được hết sức tường tận. Chúng tôi cũng chẳng có hạn định thời gian, đem bộ kinh này và phần chú giải ôn lại một lần thật kỹ lưỡng, để cùng các bạn đồng tu phân hưởng. Nếu như lần giảng giải tỉ mỉ như thế này quý vị nghe hiểu được, thì quý vị mới buông bỏ được. Làm sao biết là đã nghe hiểu? Chưa buông bỏ thì đều là chưa nghe hiểu. Đây là cái tiêu chuẩn. Thật sự nghe hiểu rồi, chẳng có ai chẳng buông bỏ. Thật sự nghe hiểu rồi, quý vị là người biết giá trị của muốn hàng. Quý vị đối với Tịnh Tông quả đã nhận thức được, thì quý vị sẽ hạ quyết tâm. Tôi quyết tâm cầu sanh tịnh độ, vả lại tôi khẳng định nắm chắc vãng sanh. Vãng sanh tịnh độ thì thành Phật rồi. Công đức này thù thắng biết bao. Một mình tôi thật sự tu tịnh độ, quả thật từng tiếng Phật hiệu của tôi cùng A Di Đà Phật có thể bắt được chúng tín hiệu, đều có thể nối liền. Công đức này lớn lắm, chẳng những đối với chính mình là có lợi ích. Quý vị là người chân niệm Phật, địa phương nơi quý vị ở đó, địa phương này tai nạn sẽ giảm khinh. Có người chân tu hành ở tại đây, đây gọi là tự lợi lợi tha. Chúng tôi không biết niệm Phật, không biết pháp môn tịnh độ, vậy thì niệm Phật thật khó. Phật hiệu rất khó đắc lực. Vì sao? Vì chẳng có tâm chân thành, chẳng có tâm hiếu thuận, chẳng có tâm thương người, chẳng có tâm khiêm tốn, đây là nguyên nhân chủ yếu của công phu không đắc lực của chúng ta.
Khi nãy có một đồng tu để lại một câu hỏi ở đây. Anh ta nói trước kia trong nhà anh không có nhiều kiến, hiện nay thì chỗ nào cũng đều có cả. Việc này đừng hỏi người, cứ hỏi chính mình. Phật trong kinh chỉ dạy cho chúng ta một nguyên tắc chung là nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh. Thế và suốt thế gian, tất cả pháp không rời khỏi ý niệm của mình. Là từ ý niệm sanh ra, nhà lượng tứ lật lực học cho chúng ta biết, giữa vũ trụ vốn nó chẳng có cái gọi là vật chất. Vật chất chất rốt cuộc là sự việc ra làm sao? Nhà khoa học của Đức, ông Max Planck, ông là thầy của ông Einstein. Qua đời rất lâu rồi. Ông là chuyên gia nghiên cứu về lượng tử lực học. Ông nói, căn cứ theo kết quả nghiên cứu của đời ông, thì thế gian chẳng có cái gọi là vật chất. Hiện tượng vật chất là một huyễn tướng, cùng nghĩa với câu trong kinh phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng là một huyễn tướng, bản chất của nó là ý niệm. Cũng tức là tinh thần biến hiện ra vật chất, lời này cùng Phật Pháp nói đó như nhau. Phật Pháp nói nhất niệm bất giác, nhi hữu vô minh. Vô minh tức là A-lại-da. Tam tế tướng của A-lại-da đã bị nhà lượng tử lực học phát hiện. Cái thứ nhất là nghiệp tướng. Nghiệp tướng của A-lại-da, nhà khoa học gọi là năng lượng. Năng lượng tức là nghiệp tướng của Phật giảng. Từ nghiệp tướng biến ra chuyển tướng. Chuyển tướng là hiện tượng tinh thần. Trong kinh Phật thường gọi là ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Chuyển tướng tức là ý niệm, tức là thọ tưởng hành thức. Từ thọ tưởng hành thức biến hiện thành cảnh giới tướng. Cảnh giới tướng tức là vật chất. Vật chất là từ đây mà sanh ra. Cho nên cái cơ sở của vật chất, cái căn bản của vật chất là ý niệm. Đây tức là Phật Pháp gọi là nhất thiết pháp từ tâm tưởng sanh. Ý niệm tức là tâm tưởng. Cho nên ý niệm của chúng ta quyết định tất cả. Điều này trong quyển Vọng Tận Hoàng Nguyên Quán của Ngài Quốc Sư Hiền Thủ nói quá rõ. Bài luận văn này hết sức có giá trị, là một bài luận văn rất phi thường. Văn tự tuy không nhiều, đã đem khởi nguyên của vũ trụ nói ra hết. Khoa học hiện nay vẫn chưa phát hiện, chỉ phát hiện một bộ phận bên trong. Cái nguyên khởi chân chính chưa phát hiện. Hiện tượng tinh thần từ đâu sanh ra? Nhà khoa học thì nói, trong không sanh ra có. Họ chẳng có nói sai, là trong cái không sanh ra có, chứ không, họ chẳng nói rõ. Phật Pháp nói rõ ràng hơn họ. Phật Pháp gọi đó là tự tánh, chân như tự tánh. Trong tịnh độ gọi là thường tịch quang. Chứ thường là vĩnh hằng bất diệt. Tịch là thanh tịnh tịch diệt. Quang là nói năng lượng vốn sẵn có của nó.
quang minh chiếu khắp. Bởi vì thường tịch quang nó chẳng phải hiện tượng vật chất, nó cũng chẳng phải hiện tượng tinh thần, cũng chẳng phải hiện tượng tự nhiên. Sáu căn chúng ta chẳng thấy nó, sáu căn cũng chẳng tiếp xúc đến nó. Nó chẳng nơi nào chẳng có, chẳng lúc nào chẳng có. Nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Nhà khoa học chẳng có cách gì, cho nên chỉ có thể nói nó là không. Trong không sanh ra có. Họ nói được điểm này cũng rất hiếm có, cũng rất chẳng phải dễ. Phật nói được rõ ràng như vậy. Sự việc này trong Kinh Đại Thừa Phật dạy, duy chứng mới biết. Chính anh chứng được cảnh giới này thì anh hoàn toàn rõ hết. Chưa thân chứng thì anh cũng chẳng biết. Chúng ta ngày nay biết được là nhờ nghe Phật giảng, chẳng phải chính mình chứng đắc. Làm sao mới chứng đắc? Phật nói, quý vị đem vọng tưởng phân biệt chấp trước cả thảy đều buông bỏ thì sẽ chứng đắc. Ai chịu buông bỏ? Ai chịu buông bỏ thì người đó lười liền thành Phật. Quý vị có chịu thành Phật không? Mọi người đều nói chịu chứ, mà quý vị chẳng chịu buông bỏ, thế chẳng phải là giả hay sao? Quý vị xem trong Phật Pháp Đại Thừa Phật dạy chúng ta, quả thật tu hành rất dễ, chẳng phức tạp. Buông bỏ chấp trước thì quý vị chứng A-la-hán, buông bỏ phân biệt thì quý vị chứng Bồ-Tát, buông bỏ khởi tâm động niệm, khởi tâm động niệm là vô minh, thì quý vị thành Phật rồi. Quả thật có người làm được. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa còn tại thế, Ngài làm được. Ngài lúc 30 tuổi ngồi dưới cây Bồ Đề nhập định, đêm nhìn sao trời mà đại triệt đại ngộ, thấy tánh thành Phật. Ngài làm được, tức là Ngài tất cả đều buông bỏ hết. Tại Trung Quốc, vào triều nhà Đường, Thiền Tông Lục Tổ Hoài Năng Đại Sư, năm ấy Ngài 24 tuổi, Ngài nghe Ngũ Tổ Hòa Thượng Nhẫn giảng Kinh Kim Cang. Ngài không biết chữ, chắc chắn lúc đó chưa có kinh bản. Vì Ngài không biết chữ, chúng ta biết Lão Hòa Thượng nhất định chỉ giảng đại ý với Ngài, giảng đại ý của Kinh Kim Cang. Khi giảng đến ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm thì Ngài hoàn toàn buông bỏ hết. Đây gọi là đốn xả, đem vọng tưởng phân biệt chấp trước một lúc buông bỏ hết, Ngài liền thành Phật. Cảnh giới ấy của Ngài cùng cảnh giới của Thích Ca Mâu Ni Phật với cội Bồ Đề là hoàn toàn như nhau. Điều này chứng minh cho chúng ta thấy rằng thành Phật chẳng khó. Khó là ở chỗ mình không chịu buông bỏ. Nếu ta chịu buông bỏ thì ta lập tức liền thành Phật. Tôi vừa nói như vậy thì anh thành Phật rồi. Anh không chịu buông bỏ vậy thì chẳng còn cách gì. Cho nên những điều này phải biết. Ít nhất nên đem cái ngã buông bỏ. Không còn cái ngã, thân chẳng phải là ngã. Chấp thân là ngã thì sai rồi. Thân chẳng phải là ngã. Chúng ta ở trong lục đạo luân hồi, chẳng biết luân hồi bao nhiêu lần rồi. Tôi tin rằng chúng ta mỗi người đều từng làm qua thiên vương, đều làm qua hoàng đế, cũng từng xuống địa ngục, cũng từng làm ngạ quỷ, súc sanh. Đảo nào cũng có phần, đều đi qua, không chỉ đi một lần, chẳng biết đã đi bao nhiêu lần rồi. Vì anh bảo thân nào là ta? Cái thân trước kia chẳng phải ta, còn cái thân hiện nay đây là ta sao? Không phải.
Cho nên thân không phải ta. Thân kiến đã phá rồi, không chấp thân là ta nữa, thì anh kể như vào được cửa Phật. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đến Bồ Tát của thập tín vị. Thập tín giống như là tiểu học của Phật giáo. Thập trụ giống như là trung học. Thập hạnh, thập hồi hướng giống như là cao trung. Thập địa ví như là đại học. Đẳng giác ví như là sở nghiên cứu. Chúng ta lấy đây làm thí dụ thì mọi người dễ hiểu. Thập tín là tiểu học, sơ tín là tiểu học lớp 1. Tiêu chuẩn của lớp 1 là gì? Là năm thứ kiến hoặc đã đoạn hết. Năm thứ kiến hoặc, cái thứ nhất là thân kiến, không chấp trước thân là ta nữa. Cũng tức là trong Kinh Kim Cang chỗ nói đến vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Bốn tướng phá xong, vừa phá bốn tướng, tiểu thừa là Tu Đà Hoàng, đại thừa là sơ tín vị Bồ Tát. Từ sơ tín vị đến bát tín, tám cái vị thứ này tất cả đều là đoạn kiến hoặc. Thứ 9, thứ 10, cửu tín và thập tín. Là đã đoạn phân biệt, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân, siêu việt thập pháp giới. Đó là chân Phật, chẳng phải Phật giả. Tâm chân thành mới hiện ra. Nói một cách khác, trong thập pháp giới, đây là thập tín vị. Chân thâm chưa hiện tiền, họ dùng đó là vọng tâm, tức là dùng A-lại-da, cũng tức là nói, chúng ta dùng đó là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Nhưng trong lục đạo, cùng tánh đức trái nghịch nhau, thì liền tạo nghiệp, tạo tội nghiệp. Tứ thánh pháp giới, thành văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật, Phật trong thập pháp giới, tâm họ dùng được chính, cùng Phật pháp hoàn toàn tương ứng. Họ quả thật đang học Phật, tuy nhiên họ chưa khai ngộ. Cần phải đem khởi tâm động niệm buông bỏ, đây mới là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh, thì siêu việt thập pháp giới. Vậy là đi đến đâu? Đi đến thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai. Đi đến bên ấy, nơi đó toàn là pháp thân Bồ Tát. Quý ngài dùng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm nữa, cùng trong thập pháp giới hoàn toàn khác hẳn. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Vả lại, Phật nơi trong kinh thường thường nêu ra chế tâm nhất xứ, vô sự bất biện. Chúng ta đem vọng tâm cả thảy buông xuống hết, thì nhất tâm liền hiện tiền. Nhất tâm tức là tâm chân thành, tức là tâm thanh tịnh, tức là tâm bình đẳng, tâm từ bi. Nếu chúng ta dùng loại tâm này, chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, cung kính,
để đối xử với những loài kiến này, thì chúng nó sẽ liền cùng chúng ta hợp tác. Khi tôi ở trên núi ở Toowoomba, rất nhiều đồng tu đã có đến. Nhưng tôi ở miền dưới quê. Tại đây tôi có xây một căn nhà. Đây là chuyện của mấy năm về trước. Căn nhà xây xong, ngày đầu tôi dọn vào ở là căn nhà mới. Sáng hôm sau thức dậy vào nhà cầu. Trong nhà cầu toàn là kiến. Tôi nghĩ không ra, kiến từ đâu mà đến đây? Sao có thể nhiều như vậy? Lúc ấy tôi liền chắp tay cung kính nói rằng, Bồ Tát Kiến ơi, quý vị từ đâu vào đây? Thì xin từ chỗ đó đi ra. Tôi dành cho quý vị nửa giờ. Tôi đi lễ vật nửa giờ. Khi tôi về dùng nhà cầu này, tôi cần phải rửa mặt súc miệng. Tôi bèn bỏ đi lễ Phật. Sau nửa giờ trở về lại thì một con kiến cũng chẳng còn. Quý vị không nên chán ghét chúng nó. Chúng tôi gọi chúng là Bồ Tát. Mọi người chúng ta ở một chỗ tu hành phải nên hòa một đối xử với nhau. Tôi chăm sóc quý vị cũng phải hợp tác với tôi. Chúng rất vâng lời, còn giỏi hơn người rất nhiều. Con người không vâng lời, còn chúng thì vâng lời. Chúng tôi ở đó làm việc, ở trên núi được 10 năm. Căn nhà đầu tiên mua trên núi, tôi ở trên đó được 12 năm. So với học viện sớm hơn 2 năm, căn nhà đầu tiên. Chúng tôi ở trên đó trồng cải, không dùng phân hóa học và thuốc trừ sâu. Vườn cải chúng tôi chỉ định một khu nhỏ là chuyên để cúng dường những loại sâu bọ đó. Chúng muốn ăn thì đến đó để ăn. Chúng tôi còn chăm chỉ chiếu cố. Chúng đến đó ăn cách một giới tuyến thì chúng không ăn. Rất giữ uy tín, có nghĩa khí, rất hiếm có. Tốt hơn người. Tôi tin tưởng tương lai chúng không thể nào đọa vào ác đạo. Chúng nó có thể vãng sanh. Về cây ăn trái, mấy năm nay đã trồng không ít. Đã trồng có khoảng 20-30 loại cây ăn trái. Chúng tôi cũng chỉ định vài cây để cúng dường loại chim nhỏ. Chim đến ăn trái thì ở đấy mà ăn. Những nơi không chỉ định thì chúng không xâm phạm, có thể giữ lại cho chúng tôi. Hết sức là hợp tác. Cho nên những Bồ Tát chim nhỏ, Bồ Tát sâu nhỏ, Bồ Tát kiến đều gọi chúng là Bồ Tát. Đối với chúng lễ phép cung kính, cùng chúng nói chuyện đều chắp tay, hòa một đối xử. Tôi tin rằng trong nhà quý vị có nhiều kiến, quý vị chẳng gọi chúng là Bồ Tát. Đại khái đều rất chán ghét. Bằng thái độ chán ghét nhìn chúng, anh chán ghét chúng thì chúng cũng chán ghét anh. Như vậy thì sanh ra mâu thuẫn, quyết định trở nên giết hại chúng nó. Năm ngoái tại huyện Khánh Vân, tỉnh Sơn Đông, có một ví dụ quý vị có thể lấy đây làm tham khảo. Đây là cư sĩ Tề Tố Bình điện thoại cho tôi biết. Họ có 400 mẫu ruộng trồng lúa mạch rất lớn. Lúa mạch đúng vào thời gian thu hoạch. Đột nhiên phát hiện đang bị sâu ăn. Cô ấy điện thoại cho tôi. Nhiều người bảo cô ta phải lập tức xịt thuốc trừ sâu, phải giết sâu. Nếu không giết sâu thì 400 mẫu lúa mạch sẽ mất hết. Cô điện thoại cho tôi. Tôi liền nói với cô rằng, bình thường cô nghe kinh rất nhiều, cô phải biết xử lý cách nào chứ.
Cô ta nói, dạ vâng, con biết rồi. Quyết định không sát hại. Cô ta dẫn một đoàn người đến tại ruộng lúa mạch để niệm A-di-đà Phật, tức là nhiễu Phật. Niệm A-di-đà Phật. Thà cúng dường 400 mẫu lúa mạch này cho loài sâu nhỏ chứ không giết hại chúng nó. Họ đi nhiễu Phật chưa đầy một vòng thì trời rơi xuống và giọt mưa và có gió, thì họ trở về nhà. Qua hôm sau đến xem thì một con sâu cũng chẳng còn, cũng chẳng có. Những nông dân phụ cận đều vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng hôm ấy thấy nhiều như vậy, chẳng phải một người, hai người, cũng chẳng phải là hoa mắt. Nhiều người thấy như vậy, quả thật có nhiều sâu như vậy. Chỉ sau một cơn mưa nhỏ và gió, đến hôm sau thì không còn con nào cả. Thành Tắc Linh cùng nhóm súc sanh, quỷ thần này qua lại, chí thành cảm thông. Phương pháp này là trước kia lão cư sĩ Lý Bình Nam dạy cho tôi. Chỉ cần bằng tâm chân thành, chẳng có chi chẳng cảm động. Chúng ta bằng tâm chân thành đối đãi người, đối đãi tất cả vạn vật. Hiện nay độ người, người rất khó độ. Động vật nhỏ rất dễ, vô cùng dễ dàng cảm thông. Chúng ta đối phó với vấn đề tai nạn trước mắt cũng như vậy. Chỉ cần bằng tâm chân thành niệm câu A-di-đà Phật, công đức lợi ích của câu Phật hiệu này không ai biết. Gần đây chúng tôi giảng đến Phật hiệu, Phật hiệu hình như tôi đã giảng hết 6 giờ đồng hồ. Danh hiệu A-di-đà Phật, lão cư sĩ Huỳnh Niệm Tổ rất hiếm có. Ngài đã dẫn chứng rất nhiều kinh nghiệm, kinh luận. Bên trong tán thán danh hiệu công đức. Nếu như quý vị thật sự thấu hiểu danh hiệu công đức lớn lao như vậy, lợi ích vô biên vô tận, thì quý vị nhất định sẽ thích niệm. Chỉ một câu Phật hiệu này thì được vãng sanh, thì được thành Phật, thì khiến quý vị được tam muội, thì khiến quý vị khai ngộ. Tại sao không niệm? Không niệm đích thật là quý vị không nhận thức nó, đối với nó có sự hiểu lầm. Quý vị cho rằng vẫn còn phương pháp khác so với cái đây cao hơn. Kỳ thật chẳng có cái gì cao hơn đây. Cái này đã cao đến tột đỉnh. Cho nên pháp môn này gọi là pháp môn khó tin. Nó có đạo lý, quả thật khó tin. Nếu quý vị tin được, thì câu Phật hiệu này chẳng có một việc gì không thể giải quyết. Ngay cả những sự động loạn trên trái đất này đều có cách giải quyết. Tỷ như người Maya tiên tri về sang năm, dãy ngân hà nằm ngang. Dãy ngân hà có thể nằm ngang, nhưng chắc chắn không xảy ra tai nạn. Cái niệm này liền có thể đem tai nạn chặn đứng, khiến cho phần động đen của trung tâm ngân hà không ảnh hưởng đến mặt trời, cuồng phong không ảnh hưởng đến địa cầu, thì tai nạn chẳng có thể làm được. Chế tâm một nơi thì không việc chi không làm được. Đây là việc nhỏ, chẳng phải là đại sự. Thành Phật mới là đại sự. Chế tâm một chỗ thành Phật còn làm được, thì việc nhỏ nhặt này làm gì có lý không làm được chứ. Con người hiện nay không tin Phật Pháp mà tin khoa học. Nhà khoa học đối với việc này vẫn chưa thấu rõ. Tôi tin rằng khi họ buông xuống thì liền thấu hiểu rõ. Họ không chịu buông xuống thì vĩnh viễn không bao giờ thấu rõ. Vì sao vậy? Điều này chắc chắn chẳng phải mắt
tai, mũi, lưỡi, thân của chúng ta có thể tiếp xúc được, cũng chẳng phải tâm niệm của chúng ta có thể nghĩ ra được, điều chẳng đạt đến được. Chúng ta đạt đến được đó nhất định là một thứ hiện tượng vừa rồi đã nói. Chân như tự tánh chẳng phải là hiện tượng tự nhiên, chẳng phải hiện tượng tinh thần, cũng chẳng phải hiện tượng vật chất. Đây mới là trong triết học chỗ nói về bản thể của vạn sự vạn vật. Phật nói rất hay, chỉ có chứng mới biết, không nói ra được, cũng chẳng có cách gì hình dung nó. Chỉ có buông xuống thì anh mới thấu rõ. Cho nên nó có ba giai đoạn, cùng một lúc buông xuống thì lập tức thành Phật. Từng giai đoạn buông xuống, anh tăng trưởng lòng tin. Cái đầu tiên như A-la-hán, đem kiến tư phiền não buông xuống. Sơ quả Tu Đà Hàm, đem kiến tư phiền não buông xuống. Thì năng lực khôi phục được hai thứ, sáu thứ thần thông. Phật cho ta biết bản năng của chúng ta người nào cũng đều có, chẳng có chi lạ lùng, mà là bởi vì chúng ta có vọng tưởng phân biệt chấp trước nên không thể chứng đắc. Thứ này làm chướng ngại bản năng. Nếu làm chướng ngại này buông xuống thì năng lực của chúng ta liền khôi phục. Thiên nhãn, thiên nhĩ, kẻ khác không thấy mà anh thấy được, cũng tức là nói vì thứ không gian đã đột phá, anh có thể thấy được thiên đạo. Cao hơn nữa thì không thấy, như những người vừa phá được kiến hoạt thì dục giới thiên có thể thấy được. Nhìn xuống phía dưới, ngạ quỷ đạo anh thấy được, địa ngục đạo anh thấy được cả. Thấy được thì anh liền tin, không thấy được thì không tin. Anh thấy được, cho nên sơ quả Tu Đà Hoàng, sơ tín vị Bồ Tát trong Kinh Hoa Nghiêm, họ có thiên nhĩ thông, thiên nhãn thông. Nếu tiến thêm một bước nữa, chứng được nhị quả, vị thứ cơ của Bồ Tát là sơ tín Bồ Tát, nhị tín Bồ Tát, tam tín Bồ Tát. Tam tín Bồ Tát ngang với nhị quả, năng lực của họ lại khôi phục hai thứ là tha tâm thông, túc mệnh thông. Tha tâm thông là trong tâm người khác nghĩ gì anh đều biết. Túc mệnh thông là quá khứ, từng đời của chính mình đều rõ cả, chẳng có chướng ngại. Lại hướng lên trên đề thăng là tam quả. Tam quả tương đương với ngũ tín vị Bồ Tát, thì họ có thần túc thông. Thần túc thông tức là họ có thể biến hóa phân thân. Có thể cùng một lúc, như trong Cao Tăng Truyện, chúng ta thấy được một ví dụ. Có một vị Pháp Sư Ấn Độ hoằng pháp tại Trung Quốc, Ngài phải trở về. Pháp duyên của Ngài tại Trung Quốc rất thù thắng. Nhóm đồng tu đều muốn mời Lão Hòa Thượng để ứng cúng, mời Ngài vào trưa mai đến để ứng cúng. Lúc đó không ăn cơm ban đêm. Vị Pháp Sư này nhận lời. Vào trưa ngày thứ hai, Ngài quả thật đã đến. Ngày thứ ba rời đi,
Mọi người đều đến thập lý trường đình để tiễn ngài. Ai nấy đều rất vui mừng. Người này nói, hôm qua lão hòa thượng nể tình đến tận nhà tôi để ứng cúng. Người khác nghe xong liền nói, không đúng, hôm qua rõ ràng lão hòa thượng ứng cúng tại nhà tôi, sao lại ở nhà anh được chứ? Tính lại 500 nhà. Cùng một lúc, ngài phân 500 thân đến 500 nhà để ứng cúng. Tam quả A-na-hàm thì có năng lực này. Ngài phân thân được. Quý vị xem truyện Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không 72 phép. Ngài so với năng lực lớn hơn rất nhiều. Tôn Ngộ Không là tiểu phù thủy, không bằng ngài. Tứ quả A-la-hán được lậu tận thông. Lậu tận thông thì kiến tư phiền não đã đoạn. Cho nên, những năng lực này đều có thể khôi phục. Khôi phục cách nào? Buông xuống là được. Anh không chịu buông xuống thì là vô phương. Lúc tôi mới học Phật, thầy dạy tôi hãy nhìn thấu buông xuống. Nhìn thấu là gì? Là hiểu rõ chân tướng sự thật. Đây gọi là nhìn thấu. Buông xuống là gì? Là buông xuống phiền não tập khí. Trước tiên buông xuống kiến tư phiền não. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói về chấp trước. Đối với thế xuất thế gian, tất cả pháp chẳng chấp trước nữa. Anh mới có thể chuyển phàm thành thánh. Cái gì cũng chấp trước, cái gì cũng so đo, thì là khó, quá khó, quá khó. Đến lúc mạng chung, vãng sanh thì còn phải tùy theo số phận của anh. Số phận chẳng phải là ngẫu nhiên, là cái căn của anh trong A Lại Gia thức. Nếu như thiện căn vô cùng thâm hậu, đến khi lâm chung, có thiện hữu giúp đỡ anh, giúp anh trợ niệm, ngay trong giờ phút ấy buông xuống được, cũng có thể vãng sanh. Nói tóm lại, buông xuống mới được vãng sanh, không buông xuống được thì chắc chắn không thể vãng sanh. Nếu như giờ đây anh buông xuống, vậy thì xin chúc mừng anh. Anh đi bất cứ lúc nào anh cũng có thể vãng sanh. Anh được đại tự tại, anh muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Sanh tử tự tại. Muốn sống thêm vài năm nữa cũng chẳng trở ngại. Vì sao? Vì anh đã chẳng bị tất cả pháp mà làm quấy nhiễu. Anh chẳng bị nó ảnh hưởng. Tâm của anh luôn ở trong định, tức là vĩnh viễn bảo trì thanh tịnh tâm của mình. Chỉ đơn nhất một cái này, bảo trì tâm thanh tịnh, một hạt bụi không nhiễm, thì anh bất cứ lúc nào đều được vãng sanh. Khi tai nạn đến, một tí cũng chẳng sợ. Tai nạn đến rồi, nếu anh ở lại, thì anh tức là Bồ Tát đến cứu khổ, cứu nạn, giúp đỡ chúng sanh. Đây đều ở nơi nguyện. Thọ mạng dù đã đến, nhưng anh nhìn thấy chúng sanh đáng thương, vẫn muốn đi giúp họ, vì thì anh phải sống thêm vài năm. Nếu chẳng có phát cái tâm này, chẳng phát tâm, tự mình ra đi, thì tự tại biết bao. Cho nên, nghe kinh rất là quan trọng. Nó giúp cho quý vị hiểu rõ chân tướng sự thật, giúp quý vị nhận thức Tây Phương Cực Lạc thế giới, giúp quý vị nhận thức A-di-đà Phật. Quý vị biết công đức niệm Phật là đệ nhất thù thắng. Lời này chẳng phải tôi nói, là mười phương tất cả chư Phật Như Lai nói đó. Chúng ta phải tin. Nếu như hoài nghi, do dự, sơ suất, thì trách nhiệm tự mình gánh chịu. Không thể trách Phật, không thể trách kinh điển, không thể trách kẻ khác. Hoàn toàn là tự làm tự chịu. Cho đến những việc nhân quả báo ứng trên thế gian đều là tự làm tự chịu.
đều ở giữa một niệm đem cảnh giới chuyển trở lại. Giảng tường tận đều ở trong Đại Kinh Giải Diễn Nghĩa. Tôi hy vọng các bạn đồng tu nên chăm chỉ nghe bộ kinh điển này cho thật kỹ. Hiện nay chúng tôi mỗi ngày giảng 4 giờ. Chúng tôi hy vọng trong năm 2012 có thể đem bộ kinh này giảng viên mãn, đem bộ kinh này để cúng dường quý vị. Hôm nay tôi xin giảng đến đây. Xin cảm ơn quý vị. A Di Đà Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý đồng tu, quý vị vừa nghe xong buổi khai thị với nhan đề Một Việc Cấp Bách Nhất Trước Mắt do Hòa Thượng Tinh Không giảng tại Tịnh Tông Học Hội Úc Châu ngày 11 tháng 3 năm 2011. Kính nguyện quý vị pháp hỷ sung mãn, Phật Đạo Viên Thành. A Di Đà Phật. Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 6 tháng 8 năm 2011. Thành Trí Hiệp Thập